Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP luôn cả nha. Đó, cây này rất là VIP luôn cả nha. Rồi cây này có mã số là 09 nha, mã số 09. Rồi cái hoành gốc ở đây nha. Hoành gốc lớn ở đây đo được là 86. Hoành gốc đây đo được là 86 nha. Cây cao nè. Cao lên tầm đây nha là 125. Cao lên đến ngọn luôn là 160. Cao đến ngọn luôn 160 nha. Đang nằm cái bầu ươm nha. Đang nằm cái bầu ươm nè. Bầu ươm hiện tại là 100. 100 nhân cho 65. 100 nhân 65 nha. Đó, em review từ gốc lên trên ngọn luôn. Tay cành nè. Cái này thì nó gần thành phẩm rồi nha. Cái này còn đi được 70% chặng đường rồi. Đó. Mã số 09 nha. Rồi cây này thì nếu mà nhà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Cây này nó có cái tay nhỏ đây cũng khá là ok nè, đế nè. Đế ok luôn. Đế trải nè. Trải ra đây luôn. Cây đã sống khỏe nha, mình yên tâm nha. Nói chung cây này đi 70% chặng đường rồi thì mình yên tâm về cái sự sống của nó rồi nha. Đó. Mã số 09 nha. Rồi cây này thì nhà mình cứ ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn 0889 244 699 nha. Để mà mình được cái mức ok nhất luôn nha. Đó. Lũa thép rồi luôn. Móp đầu luôn. Cây móp đầu luôn. Cây này quá đẹp, quá đỉnh rồi. Cây này nuôi là quá đỉnh rồi cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.